Phi trường quốc tế miền Tây Sydney, Nancy Bird Walton hay WSI, dự kiến mở cửa vào cuối năm 2026 và sẽ mang lại cơ hội mới mẻ, hào hứng cho vùng này. Bản dự thảo tác động môi trường đối với các đường bay dự định của WSI hiện đang được trưng bày công khai. Chính phủ Úc muốn biết ý kiến phản hồi của cộng đồng để giúp cải thiện các đường bay trong đồ án chi tiết. Bản tác động môi trường, hay viết tắt là EIS, là tài liệu điều tra các tác động đối với môi trường, xã hội và kinh tế của dự án và các biện pháp được đề nghị để giảm thiểu những tác động này. Tài liệu này nằm trong luật lệ then chốt về môi trường của chính phủ Úc, là Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Đa dạng Sinh học năm 1999. Dự thảo EIS mang lại cơ hội cho cộng đồng, công nghiệp và các tổ chức khác góp ý về đồ án không phận và đường bay dự định trước khi được hoàn tất. Dự thảo có một loạt các chủ đề bao gồm tiếng ồn máy bay, chất lượng không khí và nước, xem xét về sức khỏe, sử dụng đất đai, khu di sản thế giới Greater Blue Mountains và tác động đến các phi trường khác. Trong bản dự thảo EIS, quý vị sẽ thấy 3 phần cho biết chi tiết về đồ án đường bay dự định, xem xét các tác động có thể có và giải thích cách kiểm soát những điều này. Ý kiến đóng góp của cộng đồng là một phần quan trọng trong tiến trình EIS và sẽ giúp hoàn tất các đường bay của WIS. Dự thảo EIS sẽ được trưng bày công khai trong ít nhất 60 ngày làm việc. Trong thời gian này, quý vị có thể cho biết ý kiến của mình bằng cách nộp đệ trình chính thức. Khi thời gian triển lãm công khai kết thúc, tất cả các đệ trình sẽ được xem xét và giải quyết trong một báo cáo công khai về các đệ trình. Báo cáo sẽ được công bố cùng với bản EIS cuối cùng trong năm 2024. Hãy tới trang mạng của chúng tôi để biết thêm chi tiết về dự thảo EIS, chi tiết về các sự kiện thông tin cộng đồng sắp có ở gần quý vị và cách quý vị có thể gửi đệ trình